Thiệu với anh em cây đèn đông nha anh em. Này đen giác cây thới giáng đổ nha. Còn thích thì dựng trọt lên nha. Đường thân lát hết anh em. Một cốt hai thân nha. Đây nè, một cốt ngày này nè. Đây là hai thân nè. Rồi, cây đều bầu riêng nha anh em. Rồi anh cho đứng xuống anh. Đứng xuống dựng đứng lên cho anh em. Điều này đó, thích thì đổ. Còn không là cho cái bay cái gì đó anh em tùy anh em kiểm nhận nha. Đó như rồng rắn lên mây nha anh em. Đo thông số cho anh em giữa hình dung cây nha. Mình đo thông số cho anh em nha, hoành ngay đó nha. Nhiều ạ. 40 nha anh em. Rồi đó đưa em cầm thằng bay lên. Hoành nó 40. Rồi. Bay của nó lên đây 1 mét nha. Rồi còn bay 1 mét này. Đường thân lát này nha. Quan sát từ trên xuống này. Đó. Phải bầu riêng luôn nha anh em, để này. Nhìn cái đồ đó. Gồng chuộng.